mong là cả nhà luôn khỏe mạnh, kem chăm ngoan học giỏi. Hai con cũng cầu nguyện rồi thả đèn hoa đăng đi. Hả? Thả đèn hoa đăng để chi vậy ba mẹ? Vào các ngày mùng một rằm lễ lớn, người Việt mình đi chùa hay là thả đèn hoa đăng để cầu nguyện đó con. Mỗi ngọn đèn hoa đăng được đốt lên và thả trên sông tượng trưng cho một mong ước, một hy vọng tốt đẹp đó con. Wow, vậy lời cầu nguyện có thành hiện thực không? Nếu còn sống tốt, chăm ngoan thì lời cầu nguyện đó sẽ thành hiện thực. Con yêu à. Con người ở trái đất có nhiều phong tục thật ý nghĩa. Con cũng muốn thả đèn hoa đăng. Mong cho mình sớm sửa được đĩa bay để trở về hành tinh xanh. Mình mong ngày mai làm bài kiểm tra toán được 10 điểm. Ba mẹ ơi, hôm qua con vừa cầu nguyện được 10 điểm kiểm tra toán, hôm nay lính nghiệm rồi nè. Con trai mẹ giỏi quá à. Để chiều ba dẫn con ra công viên rồi mua kem thưởng cho con nghe. Dạ thôi, giờ con bận rồi. Con bận gì? Con phải làm thêm nhiều đèn hoa đăng để thả xong cầu nguyện tiếp đây. Nhưng mà nhà mình vừa đi thả đèn hoa đăng hôm rồi mà kem. Hôm qua con mới cầu cho môn toán, còn môn tiếng Việt, tiếng Anh, khoa học nữa nè. Cứ thả càng nhiều càng tốt. Kem, sao vậy con? Sao con cầu nguyện rồi mà nay chỉ có 5-6 điểm vậy nè? Con thả nhiều đèn hoa đăng lắm rồi mà. Không biết đèn hoa đăng của con đã trôi về đâu mà để con thấp điểm như vậy. Bạn muốn biết đèn hoa đăng của bạn đã trôi về đâu hả? Vậy thì đi theo mình. Những chiếc đèn hoa đăng của bạn đã bị nhũng ra, dạt vào một góc hồ, thành rác rồi đó. Sao những đèn hoa đăng của mình lại biến thành rác, bốc mùi hôi thối như vậy chứ? Không chỉ là thành rác gây ô nhiễm cho môi trường, những đèn hoa đăng thả không đúng lúc, đúng chỗ, còn làm tắc nghẽn dòng nước, gây hại cho các loài sinh vật sống ở dưới nước nữa. Con chỉ muốn thả đèn hoa đăng để cầu được điểm cao thôi mà. Thả đèn hoa đăng phải đúng nơi, đúng dịp phù hợp. Nếu không sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như con thấy đó. Với lại, bạn muốn điểm cao thì bạn phải chăm học, chứ không được ỷ lại vào việc cầu nguyện. Bài học xin chữ hồi Tết bạn đã quên rồi sao? Đâu phải xin được chữ giỏi là mình sẽ học giỏi liền. Kem nhớ chưa? Chắc chắn chẳng có mong ước nào của con thành hiện thực nếu con không biết bảo vệ môi trường. Dạ con biết lỗi rồi, con sẽ đi dọn rác ngay đây. Nữ hoàng cứ thả nhiều đèn hoa đăng đi, đây là phong tục của bọn người trái đất đó, nó sẽ giúp người cầu được ước thấy. Được, vậy thì ta sẽ cầu cho hành tinh bóng đêm sớm thống trị cái dải ngân hà. Thôi đi nè. À, thấy hơi làm rác tự quay về. Mình phải cho bọn nữ hoàng bóng đêm một bài học mới được.